Rồi, hello Lộc, xin chào ông bà cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay thì mình trước tiên thì Lộc cho Lộc gửi lời thăm hết tất cả nha. Thì trước tiên thì Lộc muốn phân tích về cái câu chuyện của chị Trang Lê này. Chị nói như thế nào về cái clip này nha. Thì để mình nghe thử cái clip này rồi mình theo dõi mà mình nói chuyện nha. Không phải là bên nước Mỹ, đất nước Mỹ của chúng ta để cho những người anh chị em vô gia cư như vậy. Nhưng mà phần đông là họ thích sống như vậy. Họ thích sống có một cuộc sống thoải mái, tự do. Đi xuống suối rất là nhiều, nhiều lần và nhiều năm nay. Bao nhiêu năm nay rồi? Đó. Thì các bạn đã nghe cái chị Trân Lê này, chị nói là cuộc sống nước Mỹ này, những anh chị em vô gia cư thì nước Mỹ không muốn thấy những cái trường hợp đó xảy ra, những anh chị em vô gia cư mà không. Thì đối với những anh em vô gia cư thì người ta sống như vậy là vì sao? Thứ nhất là lười biếng, thứ hai là vì chất cấm, và vì một cái chuyện gì đó người ta không muốn làm lại cuộc đời. Và trong khi đó không cần chị Trang Lê này xuống dưới đó quấy phá cuộc sống của người ta ở dưới đó, và nhất là những anh chị em vô gia cư nha. Không cần chị Trang Lê nào xuống dưới đó. Và phần thứ hai nữa, chị nói là chị đã xuống dưới suối 7 năm nay ha, từ lúc 7 năm nay, mà trong khi đó để Lộc dẫn dắt, chị nói cái này là không đúng với sự thật hoàn toàn. Là vì 7 năm nay là Lộc ở dưới suối nhiều năm như vậy ha, ai cũng biết là Lộc ở dưới suối rất là lâu năm, không phải riêng một mình Lộc, là tất cả những anh chị em dưới suối, đa phần là những người nào Hoàng nè, Thái nè, Candy nè, kẹo nè, rất là nhiều anh chị em ở dưới suối đã sống dưới đó rất là nhiều năm mà chưa bao giờ ai thấy chị Trang Lê này bước chân dưới suối lần nào. Mà chị nói là chị đi rất là nhiều lần và đã cho đi 7 năm qua và về 7 năm về trước nữa. Cái đó là không có sự thật, không đúng với sự thật nhân và cô chú anh chị em của mình. Trang nhìn rất là nhiều những anh chị em vô gia cư và Trang cũng tiếp xúc rất là nhiều luôn. Trang hay nói chuyện với họ, Trang khuyên hoài, Trang nói là có những anh chị em á, 7-8 năm trước là chứ không phải mới đây đâu, cộng đồng mạng nhiều năm về trước lắm rồi, là Trang gặp những người đó thì lúc mà Trang cũng hay khuyên thôi đi, đừng có lo đi đó. Hay khuyên những người anh chị em vô gia cư làm lại cuộc đời, mà khuyên làm sao? Từ lúc mà phải nói là một năm về trước mới đúng hơn, là chưa bao giờ nghe nói, chưa bao giờ, mà chỉ lên biết bao nhiêu các clip ha, chỉ lên rất là nhiều clip, nhiều video mà chưa thấy chị Nguyên khuyên nhủ ai một lời nào, chưa nghe nói chị khuyên nhủ ai một lời nào về gắn làm lại cuộc đời hay là bỏ hút này kia. Chưa bao giờ nghe chị khuyên ai một lời nào, mà chị ở đây chị nói là chị đã khuyên gặp anh chị em vô gia cư từ 7 năm về trước cho tới ngày hôm nay, chị đã khuyên rất là nhiều lần. Cái đó là không có đúng sự thật, chứng minh rằng những cái clip từ gần đây hai tháng gần đây nữa là chị chưa bao giờ khuyên nhủ ai cả, có đúng không? Nếu mà một người từ tâm mà làm thiện thiện nguyện hay là từ thiện gì cũng vậy, thì chúng ta đã nghe được những từ là lời đó ở trên các clip của họ rất là nhiều lần. Còn lần này mình đâu bao giờ nghe, mà còn là nghe những từ cái gì sát nhân nè, hút máu nè, stop tới xương tủy nè, ăn tiền trên xương máu của người ta, toàn là những danh từ muốn chụp mũ người ta, những cái danh từ mà để cho người ta có thể là đi tù chung thân, có thể nói là đem đi xử tử, đem ngồi cái điện luôn đó nha. Đó, dùng những danh từ rất là lợi hại mà bà cô chú tiếp làm rồi có công ăn việc làm, đi làm giấy tờ lợi, mới bước đầu thì mình đi làm giấy tờ lợi nè, Trang cũng chở đi làm giấy tờ lợi cho rồi bắt đầu đó. Chỉ nói là có chở, nhưng mà tại sao anh Mía nè, tại sao không chở anh Mía, anh Kiếm đi làm những cái giấy tờ nữa, mà chỉ chở anh Mía lên sợ cảnh sát vì có lợi ích riêng cho mình. Chỉ chở anh sát là ghi cố cái tâm muốn hại người ta, muốn chở anh sát lên cái, hoặc là anh Kiếm lên cái sợ cảnh sát để mà làm những cái report vô duyên đó, đúng không? Chứ không bao giờ sợ chở những anh chị em nào vô gia cư, hay là hỏi thăm những anh chị em nào như có cần sự giúp đỡ hay không, hoặc làm những giấy tờ phòng thân hay không, chưa bao giờ nghe nhân ông bà cô chú anh chị em mình. Cái là mình Trang giúp cho bước đầu,
Trang tình nguyện chở đi làm luôn nữa, Trang chở đi làm rồi chở về rồi từ đó chở tình nguyện chở đi làm mà chưa bao giờ thấy nha, chưa bao giờ từ lúc từ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay tới ngày hôm nay có ai thấy là chị Trang này chở bất cứ một cái anh chị em nào vô gia cư nào đi làm một cái giấy tờ an ninh xã hội nào không, cái giấy tờ nào thuộc về phòng văn công, những cái ID mà cái bằng lái hay là những cái giấy tờ gì hay không, chưa bao giờ đúng không? Ừ, mình có tiền thì bắt đầu mình mua xe từ từ như vậy, rồi mình muốn phòng mình ở, Trang sẽ giúp cho 1-2 tháng đầu, Trang cho mượn tiền chứ Trang không có cho nha, Trang cho đó, nghe rõ chưa, Trang cho mượn tiền chứ không phải là cho cái này, không phải cũng như rằng anh Nhật, mình là mạnh thường quân, người ta bỏ tiền ra người ta nguyên góp lại cho người này cho người kia, còn cái mạnh thường quân này là cho mượn. Những anh chị em vô gia cư đã không đủ khả năng nuôi bản thân thì kêu người ta lên bà nói là kêu cho mượn tiền đi mướn phòng, rồi làm sao mà người ta trả, khi mà ta không đủ khả năng trả rồi có phải kêu réo người ta ra chửi bới giống như chửi bới anh Nhật cho từ cho bằng xối xả luôn không, có đúng như vậy hay không? Đó, cái mạnh thường quân không có ai mạnh thường quân làm kiểu đó đã đó. Giúp người, ok, bạn bè những người kia này người kia, những người ở trên bờ có công ăn việc làm, có gia đình này kia gặp khó khăn, mình cho mượn tiền thì người ta có khả năng trả lại cho những anh chị em vô cho cứ làm sao có khả năng trả lại, không có tiền để sống nữa, đi mướn phòng giúp 1-2 tháng làm sao, cái này không có đúng với sự thật. Mượn tiền để 1-2 tháng đầu trả tiền nhà rồi á, đi làm rồi từ từ trả lại cho Trang. Đó là những người mà Trang đã từng gặp 7-8 năm nay rồi, và những người đó tới bây giờ vẫn là vô gia cư. Trang giúp mà giúp ai? Chưa bao giờ giúp ai cả. Từ lúc mà lập được cái kênh YouTube tới giờ chưa bao giờ thấy giúp ai cả nha. Ừ, hoài mình họ thích như vậy, ông bà cô bác ơi, họ những anh chị em vô gia cư là họ thích một cuộc sống tự do, họ không có thích ràng buộc. Tại vì chính đúng vậy, chính vì vậy người ta mới trở thành vô gia cư, chính vì vậy người ta không có trách nhiệm với bất cứ một điều kiện gì, bất trách nhiệm có trách nhiệm với bản thân hay là cái xã hội này, cho nên cuộc sống người ta đã buông thơi, không cần Trang xuống dưới đó quậy phá, quậy cho đục nước lên, rồi có những người làm từ thiện hoặc người thiện nguyện xuống dưới đó giúp đỡ để cho người ta có cuộc sống tốt đẹp hơn, mà ngược lại đằng này Trang xuống đó thì chỉ là đi quậy nước cho đục lên thôi nha. Người mười ý, như có những người người ta thích sống trong nhà, thích sống ở ngoài xe, có những người người ta thích sống là ở ngoài như vậy, tại vì đó là Trang thấy nó là cái sở thích của mỗi người. Thật sự là anh chị em vô gia cư ở dưới suối là nó có mấy chục năm nay rồi, ông bà cô bác, Trang khuyên cũng rất là nhiều luôn, nhiều lắm, mà phần đông là không ai chịu lên bờ, không ai chịu mà đi lên hết á, tại họ thích cuộc khuyên hồi nào. Và gần đây nhất, câu chuyện gần đây nhất của anh Mía Kiếm, chú Xuân, anh Thiện, những nhân vật, chị Nhung, chỉ có chị Nhung là chỉ vì mục đích giả dối để xuống dưới đó khuyên nhủ chứ mơ đừng để người ta lợi dụng được này này kia, con hàng có là quay hay không đó, cái đó là không phải là cái sự khuyên nhủ đối với cái chị này nha. Cái chị này không có khuyên nhủ, cái chị này muốn lợi dụng những người này để mà chỉ trích những người khác, để cho đè bẹp người ta, để cho mình bước lên, đứng lên ha. Đúng như vậy, chứ không có, chúng ta thật sự là đất nước Mỹ chúng ta không có cần hàng kali. Bởi nên cái lúc mà chúng ta không cần hàng kali, chỉ cần Trang la le thôi nha ha. Cái chuyện này, nếu mà không cần thì có biết bao nhiêu anh chị em vô gia cư, có bao nhiêu như anh Quỳnh Lộc, anh Thắng, anh Danh, những anh khác làm sao có cuộc sống đàng hoàng như ngày hôm nay nếu mà không cần hàng kali lúc đầu, bước đầu tiên, đúng không bà, đúng không? Lộc có nói gì có đúng hay không? Chỉ cần cạnh Trang la le thôi nha, nha, nhận nhớ. Trang đi theo Hằng đó là Trang nhìn thấy, đó là lý do tại sao mà bao nhiêu năm nay Trang đều không có thích những người mà quay lên, những anh chị em vô gia cư mà quay lên để lên video, tại vì cái đó là cuộc sống của họ chọn. Người ta có quay hay không không dính líu gì tới Trang la le, ha, với cái gì Trang này, người ta có quay á thì người ta mới giúp được mảnh đời Phật, mảnh đời khổ cơ nhở, thì người ta cộng đồng mạng mới biết được ai cần sự giúp đỡ và ai không cần, chứ không phải như Trang la le ngồi đây mà phân tích nói là cần hay không cần, cái đó cái là cái chuyện của Trang,
Trang có giúp được hay không đó là chuyện của Trang. Trang giúp được những người vô cư thì người ta cảm ơn Trang, còn Trang giúp không được những người vô cư cũng đừng nên làm cho người ta khổ thêm, đơn giản như vậy thôi. Chứ không phải là nước đất nước Mỹ của chúng ta không có lo cho họ, quay cũng được, nhưng mà mình cho những họ sáng, có thể là mình nấu những món ngon hay cái gì đó, mình lâu lâu mình ra mình cho, hay là một tuần mình cho một hai lần, tùy theo khả năng của mỗi người. Mình phát cho anh chị em dưới suối, hay là quần áo, hay là mền mùng gì đó, lâu lâu mình ghé mình cho, mình tặng cho anh chị em đó. Chứ thật cái chuyện đó Trang không cần nói ha, Trang không cần nói. Người ta làm là làm từ tâm, người ta có làm hay không đó không cần Trang lên đó giải bài. Nếu mà Trang làm được thì Trang cứ đi làm, chị cứ đi làm, mà không phải là nước Mỹ của chúng ta hay nước Mỹ của chúng mình hay là nước Mỹ của ai, không cần biết. Nước Mỹ này có bao nhiêu sắc tộc, hơn 200 sắc tộc ha, dân bản xứ đây hơn 200 người bản xứ, hơn trăm sắc mật khác nhau nha, nhớ nha. Ai đi làm thiện nguyện cũng được, ai cho cái gì cũng được, miễn người ta nghèo khổ người ta cứu giúp lẫn nhau. Không cần Trang đứng đây mà nói là nước Mỹ này cứu giúp những người đó, cho tiền này tiền kia, không phải. Cái đó là tiền thế của dân đóng vào, tiền thế của tất cả những người sống tại nước Mỹ này đi làm và đóng thế vào để cho những cái chương trình cai nghiện, chương trình phước tem, chương trình cho tiền hàng tháng của cho những người vô gia cư, và những cái chương trình cải nghiện và những cái chương trình khác rất là nhiều, cho trẻ con, cựu chiến binh, rất là nhiều thứ để cho giúp nước Mỹ này nha, chứ không phải là cái tiền ở trên trời rơi xuống là tiền thế của dân đóng ra cho. Ừ, anh chị em đó không có thích lên bờ, cha nói thiệt mà, bao nhiêu năm trời nay rồi, 7-8 năm nay, cả chục năm nay rồi. Trang đã là biết người ta không thích lên bờ mà Trang từ đâu ra, Trang từ ở đâu xuất hiện mà lọc ở dưới suối biết bao nhiêu năm nay, chưa thấy Trang xuất hiện một lần nào mà đã nói nhiều lần năm nay và nhiều nói chuyện rất là nhiều anh chị em ở dưới suối, lọc chưa thấy, là Trang chưa bao giờ, lọc chưa bao giờ thấy mặt Trang mà lọc đầu ngồi đầu đường xó chợ, đứng ngã tư, đứng tất cả hết tất cả khu vực San Jose nha, Capital Center, Thule, King, mà khi lọc đi hết tất cả những cái chỗ như vậy mà chưa bao giờ thấy qua mặt Trang lần nào. Những cái hội thiện nguyện nữa, những cái hội thiện nguyện người ta đem đồ ăn tới tặng ngay thu lì cho và khác bắt đầu cho lọc chưa bao giờ. Những cái sắc tộc khác như người mẹ nè, người da đen nè, người rất nhiều người bảo bản xứ đem tới đồ cho mà chưa bao giờ lọc thấy Trang đem cho những thứ gì cả. Trang là một trong những tình nguyện viên giúp rất là nhiều người, nhưng mà họ không có kiểu lên bờ. Bởi vì đó là do tại sao mà khi Trang thấy Hằng Kali kêu những anh chị em đó lên bờ rồi xong rồi hỏi tiền Mạnh Thường Quân, trời xin tiền Mạnh Thường Quân, là Trang biết đó là một cái lừa đảo. Trang biết liền. Cái đó, nghe câu đó, làm sao mà biết liền? Làm sao mà biết được cái sự đó là sự lừa đảo? Cái đó được kêu gọi là sự tình nguyện. Nha. Ai muốn đóng góp thì đóng góp nhé, mà đóng góp người ta có sổ sách, người ta có giấy tờ đàng hoàng, người ta đưa tặng ta đến nơi đến chốn, mà ở đây là mình chỉ suy diễn ra, mình nhắm mắt mình sẽ vô chắc cái này là lương lẹo hay là chắc cái này là ăn chặn tiền, cái này là tự mình suy diễn ra nhé, cái này là tự mình tạo nghiệp cho mình, tự mình suy đoán rồi mình bực mình rồi tự mình sân si lên câu chuyện. Tại vì trời ơi, Trang ở sau xe này 34 năm rồi. 34 năm rồi đó cả nhà. Trang là tình nguyện viên bao nhiêu năm trời nay rồi, Trang rất là hiểu. Bởi nên lúc mà Hằng nói là Hằng giúp. Đó là hỏi tất cả và cô chú anh chị em ở tại San Jose, là nhất là những người ở trong hội đoàn nha. Trong những cái hội đoàn tôn giáo, công giáo và cái gì tin lành, những hội tin lành. Có ai biết qua Trang đi làm thiện nguyện chưa vậy? Nếu mà có gặp Trang trong mấy năm về trước khi câu chuyện này xảy ra thì xin bình luận cho Lộc để Lộc lên đánh chánh lại và Lộc sẽ để xin lỗi chị Trang nha. Nếu mà ai trong những hội đoàn, tất cả hội đoàn ở đây San Jose này, nếu có ai gặp qua chị Trang mà đi cho đầu như vậy thì xin nhắc lại cho Lộc biết nha. Những anh chị em vô gia cư lên bờ là Trang biết chắc chắn luôn là có một sự lừa đảo trong này, có một sự gian lận. Biết chắc chắn luôn á, biết chắc chắn 100% luôn là có sự lừa đảo. Nhưng mà có sự lừa đảo mà không đem được ra bằng chứng ra, không nói được ra là gian lận ăn chặn ở chỗ nào.
biết như vậy mà đem ra không được hay sao? Và tại sao em không được vậy? Đem bằng chứng ra người ta mới nói, chứ được ở đây mà nói biết chắc chắn là biết chắc chắn ở đâu, chỗ nào, khúc nào, ẩn khúc nó nằm ở đâu, phải chỉ ra dẫn dắt cho thiên hạ, dẫn dắt cho cộng đồng mạng ta hiểu được, người ta sẽ thấy được, người ta mới tin. Chứ ngồi đây nói là mình biết chắc chắn, chỉ có mình biết, là mình chỉ diễn ra mà thôi nhé. Để mà quay những cái video ảo đó lên để cho cộng đồng mạng, mạnh thường quân nhìn thấy. Nếu mà những cái video của Hằng quay toàn là video ảo không, vậy thì hỏi Trang, tất cả những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm từ xưa đến giờ là như thế nào, là con người như thế nào, thiếu học thức hay là thiếu kiến thức, thiếu cái gì đây, nói cho rõ nha. Không phải là video ảo đâu, sự thật cuộc đời, cuộc sống của người ta là sự thật nhé. Đó, tất cả những cái sự giúp đỡ của Hằng cho rất là nhiều người cơ nhở, không riêng gì những anh chị em vô gia cư nhé. Để mà đưa tiền cho Hằng Kali, để mà Hằng Kali ăn chặn cái số tiền đó. Quý vị có biết là những người ở dưới suối bây giờ đó, những anh chị em vô gia cư đó, Hằng chịu còn giữ rất là nhiều tiền. Tại sao vậy? Lý do gì? Ở đâu ra mà Trang Lê biết được Hằng giữ rất là nhiều tiền của anh chị em vô gia cư? Nếu mà nói được như vậy thì phải đem bằng chứng ra được, hoặc là đem nhân chứng ra, những mạnh thường quân nào đó để đem ra đối chứng, đối lập với nhau, đối chiếu với nhau, ba mặt đối chiếu với nhau, thì cộng đồng mạng mới xử được cái chuyện mà chị Trang Lê này đang nói. Còn nếu không, chị toàn là dựng chuyện để nói lâu vu khống cho người khác nhé. Mạnh thường quân đưa nhiều lắm cho những anh chị em đó, nhiều lắm, nhưng mà Hằng á tới đưa 20, 50, 20, 50, đưa chừng đưa cho nhiều lắm, đưa cho rất là nhiều, mà đưa cho 20, 30, không phải là như Phượng Kali ha. Phượng Kali là đưa tới 40, 50 thôi, không có đưa nhiều hơn. Ví dụ người ta gỡ 1500 hay cái gì, 100, 200, chỉ cho những anh chị em 20, 40, 50 là nhiều nhất thôi nha. Chính Phượng Kali mở miệng nói như thế nha. Cái này là Trang Lê Lê tự suy diễn ra, mỗi lần gặp mặt là cho 20, 30, cho cái này 20, 30 là tự người ta cho, chứ không phải là mạnh thường quân nào mà cho. Có dù có cho đi nữa thì người ta cũng nhấn nhắc cho lần lần, đưa lần lần, và mỗi lần đưa đều có sổ sách cả nha chị Trang. Chứ đừng ngồi đây mà nói là chị biết chắc chắn mà cho 20, 30, làm sao chị biết được? Chị mới đi chung với người ta có mấy lần, 2, 3 lần thôi nhé. 10 năm nữa còn chưa hết số tiền đó nữa quý vị. 2, 3 tháng mới ghé một lần, đưa 20, 30, 50 thì bao lâu mới hết số tiền mấy ngàn, mười mấy ngàn của người ta? Đó. Cho ai? Mấy ngàn và mười mấy ngàn cho ai? Chị nói cho rõ nhé. Chị phải nói cho rõ là cho ai mới được, và người nào có mười mấy ngàn hoặc mười mấy ngàn thì phải nói cho rõ để cho cộng đồng mạng xử cái chuyện này, hoặc là những mạnh thường quân người ta lên tiếng nha. Chị nói cho rõ người ta mới biết được câu chuyện của chị đang nói là có sự thật hay không, hay là chị đang dựng chuyện. Đó là Trang thấy được cái sự thật của Hằng Kali là lừa đảo thôi. Chỉ có mình chị thấy là Hằng Kali lừa đảo, chỉ có mình một mình chị thấy thôi, chứ không ai thấy cả. Thật sự là lừa đảo, Hằng Kali lừa đảo cộng đồng mạng, mạnh thường quân quay lên những cái khúc phim đó để mà cho đánh vào lòng thương của mạnh thường quân. Chứ quý vị thấy có ai được lên bờ không? Giống như Diệt, Lưu Linh gì đó, mấy người đó cũng rất còn trẻ, nhưng mà có được lên bờ không? Cuối cùng xin mạnh thường quân biết. Có rất là nhiều lên bờ. Anh Mía lên bờ ha. Con anh Mía lên bờ, Lộc lên bờ, anh Quỳnh lên bờ, những người khác lên bờ ha. Nhưng rốt cuộc bị đám Trang Lê kéo xuống bờ lại, và hiện tại đã chứng minh rằng anh kiếm đi bụi đời tiếp tục ha. Đó là những cái chứng minh là bởi vì những người như chị đã kéo những người đó chạy xuống trở lại, giống như Phượng lúc đầu, không khác gì. Biết bao nhiêu tiền mà nói, rồi cuối cùng những người đó có được lên bờ hay không? Bao nhiêu người được lên bờ? Không có đếm trong không được một hai người đó, đó cộng đồng mạng. Đếm không được một hai người, Lộc đã đếm được hơn 4 người rồi, nhưng mà chị cả kéo người ta xuống, và chị và người ta có công ăn việc làm, cho dù rằng biết rằng những người đó là vô gia cư, người đó bị khống chế bởi chất cấm nhé, bị khống chế bởi chất cấm và vẫn còn ghiền. Cho nên cái sự lựa chọn là của người ta, mình ở đây mình giúp được người ta nên đi tới đâu hay tới đó, người ta có cải thiện được bản thân hay không cũng là do cái người đó, chứ không phải là Hằng phải bắt buộc phải giúp người ta cải thiện cuộc đời của người ta cho tốt đẹp, phải bắt buộc Hằng phải làm đủ theo cái ý kiến của Trang Lê nhé. Nếu Trang Lê làm được, tại sao anh Mía đi vui đời tới ngày hôm nay?
của ngày hôm nay nha. Không được một hai người luôn, mà tiền thì Mạnh Thường Quân chốt vô không biết bao nhiêu mà nói. Vậy quý vị có hỏi đồng tiền đi đâu hay không? Tại sao phải hỏi đồng tiền đi đâu? Người ta đã biết đồng tiền đi đâu rồi, cần gì phải hỏi? Nếu người ta hỏi á, là trong đó có vấn đề rồi, đúng không? Ở trong đó đã có cái vấn đề. Cái này không ai hỏi hết là không có vấn đề. Chỉ có mình Trang mới thấy có cái vấn đề thôi. Trang dám khẳng định với cộng đồng mạng là những anh chị em vô gia cư họ thích sống cuộc sống như vậy. Phải Trang nói hoài. Biết là người ta thích cuộc sống như vậy, mà tại sao Trang Lê cứ đem đi đâm thọc hoài câu chuyện của người ta? Người ta giúp được, người ta giúp không được, chứ cũng không sao nhá. Có Trang Lê có giúp được thì Trang Lê cứ việc giúp cho những anh chị em vô gia cư, cần Trang Lê có giúp không được thì đừng có kéo người ta xuống dưới bụng sình tiếp tục. Khi mà người ta có cuộc sống, có chỗ ăn, chỗ ở, có tiền hàng tháng của trợ cấp và muốn làm gì làm tự do, mà ăn uống mặc áo ấm, có những cái Mạnh Thường Quân yêu mến, thì bây giờ những người mà liên lạc với Trang, những người mà tiếp xúc với Trang, cuộc đời họ đã ra sao? Hiện tại cuộc đời của họ đi tới đâu? Chứ có phải là đi dưới suối về suối lại và đi bùa đời tiếp tục hay không? Đừng có làm phiền họ, đừng có quay những cuộc phim ảo rồi bắt đầu ồ lên bờ đi, lên bờ đi. Tại họ không thích lên bờ. Nếu mà họ thích lên bờ mà lên mà sống mướn nhà rồi ở đó, thì á, nước Mỹ chúng ta không bao giờ bỏ họ đâu. Cái gì mà nước Mỹ của chúng ta? Không có cái gì là nước Mỹ của chúng ta hết trơn, trội đó. Cái này là tiền thế của xã hội, tiền thế của dân đi làm đóng ra và cho vào những cái chương trình như vậy nhé. Còn cái này là những người đi làm tự nguyện, tự thiện, từ thiện và thiện nguyện, người ta tự đi làm, người ta muốn giúp đời nhé. Còn chị không giúp đời á, thì tự được chị ở đây còn đặt ra những câu chuyện vu khống và những câu nói, những câu chuyện mà chị đặt ra không có dẫn chứng được bất cứ điều gì chị đã nói, không có một cái bằng chứng xác thực nào, một chỉ là một lần thôi cũng không có nha chị, chưa có một lần nào chị xác thực được câu chuyện của chị đang nói, không có chứng minh được. Nếu mà họ chịu đi cai nghiện, có cái sở cho cai nghiện cho những anh chị em đó hết á, phải cai nghiện xong rồi đó thì mới mướn nhà ở được, chứ còn bây giờ hằng đi cai nghiện rồi mới mướn nhà ở được. Người ta đã cuộc đời của người ta như vậy, ai đi mướn nhà? Thì cái mướn nhà đó là cái sự hy vọng ha, của ông bà cô chú anh chị em mình đổ vào, một cái tình thương người ta đổ vào để cho người đó có cơ hội làm lại cuộc đời, cái lòng sự hy vọng nha, chứ không phải là cái người ta bỏ tiền ra mà để cho người đó làm cái này, làm cái không phải là sự hy vọng để cho cái tệ nạn xã hội không còn ở đó nữa nhé. Kali cứ khuyên cộng đồng mạng, cứ khuyên góp Mạnh Thường Quân đã đưa cái người nào lên bờ, là cứ khuyên góp Mạnh Thường Quân đưa một đống tiền rồi đó, mà không đi cai ngưỡng, không đi cai nghiện xì ke ma tí hút, đưa một đống tiền. Trang Lê Lê nên nhớ rồi, những Mạnh Thường Quân người cho 50, 100, 200, 300, 500 ngàn đi ha, cái đó là tiền coi như là người ta tặng quà cho những anh chị em vô gia cư. Người ta thích người nào người ta cho người đó, thương mến người nào người ta cho người đó, chứ không ai kêu gọi. Kêu gọi là sao? Là kêu gọi những cái hoàn cảnh khác, những cái hoàn cảnh cơ nhỡ thật sự, cũng như có người bệnh hoạn cần sự giúp đỡ, cũng như những anh chị em nào đó cần có sự thay đổi cuộc đời, có cần cái sự gì giúp đỡ, tiền xe, tiền cổ hay là tiền nhà, mình sắp sửa trở thành một người vô gia cư ha, thì mới kêu gọi. Hoặc là những cái chuyện lớn lao hơn người ta mới kêu gọi, còn cái này là tự nguyện. Ông bà cô chú thấy những cái hoàn cảnh nào đó thích, người ta tặng cho 1 năm 30% để làm quà, vì thấy người ta thương đang tội những hoàn cảnh như vậy. Còn Trang La Le không có, không làm được, chỉ cho mượn tiền thôi nha. Rồi biết rằng những anh chị em vui không có thể nào trả lời cho Trang La Le, đừng có ở đây nói là tôi là Mạnh Thường Quân giúp đỡ rất là nhiều người nhiều năm qua, không có. Trang La Le chưa có, Trang La Le là cho mượn, chính miệng Trang La Le nói nha, cụ kè gì đó thì làm sao mà họ bỏ được, phải vô trường cai nghiện đàng hoàng chứ làm gì mà có vụ mà giống như hằng Kali nói là đi xa phòng 5-7 ngàn, 10 mấy ngàn hằng giữ của những anh chị em đó, rồi xong rồi là đi trả tiền phòng mấy tháng rồi để mà cho anh chị em đi làm.
người ta đang nghiện ngập mà phải vô trường cai nghiện thì mới bỏ được. À, lặp đi lặp lại cũng là có cái có tiện người ta nghiện ngập biết rằng là như vậy, nhưng mà người ta có tâm, người ta giúp được cái khoảng đời, cái khoảng cách nào đó, trong thời gian nào đó để cho người ta có cơ hội làm lại cuộc đời, cho mình thấy được rằng trên đời này còn có người tốt, còn có người giúp mình, nói kiểu như chăng le le vậy thì đâu có còn mạnh thường quân nữa, đâu còn ai làm từ thiện và thiện nguyện nữa. Quý vị biết không, quý vị nếu mà quý vị coi những cái video mà về anh Mía đó, quý vị cũng thấy đó, anh Mía lúc nào anh Mía cũng nói anh Mía không thích ở trong nhà, anh Mía thích sống shelter và anh Mía là người homeless. Lúc nào anh Mía cũng nói câu đó hết. Quý vị cũng lúc nào anh Mía cũng nói câu đó hết. Có ai nghe không? Có ai nghe anh Mía nói câu đó hay không? Hay là chỉ mình Trang nghe thôi, hay chỉ là mình Trang chỉ là ảo giác, thực sự ảo minh ở trong óc, trong đầu mình tự nói chuyện với mình. Có ai nghe anh Mía nói câu đó không? Không thích ở nhà không? Không thích gì không? Có sống thoải mái không? Chỉ là cái Trang le có sự ảo minh trong óc thì mới đặt ra những câu chuyện như vậy và đưa anh Mía trở về con đường bụi đời lại. Không thích sống ở trong nhà thôi, không thích sống trong nhà, đã sống ở trong nhà hàng 3 năm nay rồi nhé, sống ở trong nhà hàng đã 3 năm nay rồi đó, không thích. À, trong nhà hàng và trong nhà chú Khôi nữa nhé. Mà trên cái video mà Hằng Cali đánh anh Mía đó thì Trang gặp được anh Mía hai lần, một lần là dẫn anh Mía đi vô thăm chú Xuân, một lần nữa là dẫn anh Mía là gặp anh Mía và dẫn anh Mía đi ăn. Và Trang phẩm vấn anh Mía và hỏi anh Mía sau cái phẩm vấn đó, Trang nói chuyện với anh Mía rất là nhiều. Trang hỏi anh Mía ơi, anh Mía chịu ở nhà nha, em muốn nhà cho anh ở đàng hoàng, nhưng mà chi phí mỗi tháng á, thì em sẽ gửi cho anh 300, còn cái số tiền khác thì anh cũng phải tự lo. Tức là Trang tình nguyện á, mỗi tháng á, Trang giúp cho anh Mía 300 đô, tháng nào cũng vậy hết. Nói miệng ai nói không được ha, mỗi tháng 300 đô. Tại sao người ta đang sống ở trong nhà đàng hoàng nha, người ta đang sống ở trong nhà có cửa đang sống đàng hoàng, tại sao cần gì Trang le bỏ thêm 300 để đi mướn nhà khác cho, trong khi người ta đang ở nhà mà chị lại chị lôi kéo người ta rồi chở cho người ta đi xuống suối. Nếu chị muốn giúp người ta, mướn phòng người ta thì cho người ta vào phòng, mướn cái được cái phòng rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Cái đằng này chỉ có nói miệng thôi. À, để cho anh Mía có một cái chỗ ở nó hơi thoải mái một chút. Nhưng mà anh Mía nói không, em không thích đi ở nhà, ở trong phòng nhà, ở nhà đó nó tù túng bực bội lắm. Mía là người homeless, Mía thích sống shelter, em thích sống shelter, em thích sống homeless, em thích sống shelter, ở nhà gó buộc quá em chịu không. Lặp đi lặp lại, cả Lâm không biết nói gì kế tiếp. Cứ em thích sống shelter mà anh Mía chưa bao giờ nói những câu đó với ai, với bất cứ người nào. Ha, Lộc đã từng sống với anh Mía, từng ở với anh Mía, Lộc biết anh Mía không bao giờ nói thích sống ở shelter cả, chưa bao giờ sống ở thích sống ở shelter. Nếu mà tại sao sống ở shelter, tại sao sống nhà hàng sướng hơn, tại sao phải đi sống ở shelter, đúng không? Và sống ở nhà anh Khôi sướng hơn, tại sao phải đi sống shelter? Chuyện vô lý, đập chuyện quá. Được, Trang hỏi anh Mía rất là nhiều lần, cộng đồng mạng ơi, Trang năn nỉ anh luôn á, Trang hỏi mà ảnh quyết định anh không có chịu ở trong nhà. Tại cái đó là cái sở thích của mỗi người, đâu thể nào là vì cái mà mình nói là ồ phải ở trong nhà mới tốt cho anh hay là ở tốt cho chị mà người ta không thích. Đất nước Mỹ là đất nước tự do, người có đó cái quyền lựa chọn của mỗi người, mình đâu thể nào ép người ta. Đúng vậy, chị nói câu này là đúng, đất nước Mỹ là đất nước tự do, nhưng mà chị, người ta làm công việc của người ta làm, từ thiện hay thiện nguyện hay là bất cứ điều gì thì cũng không dính líu tới chị Trang nhé. Mà chị Trang ở đây, chị Trang soi mối cuộc đời tư của người ta và làm những cái chuyện luôn cả bất hợp pháp, chị vẫn làm luôn nhé. Người ta không muốn ở trong nhà, mình ép người ta ở trong nhà đâu có được, cộng đồng mạng đâu có được, đó là quyền riêng tư của mỗi người. Mình không có ai ép ai ở trong nhà hết. Hằng đứa về nhà, thích thì ở, không thích thì đi. Bao nhiêu lần anh Mía đã cuốn gấu ra đi, và cuối cùng thì sao, anh Mía cũng tự động trở về đó. Không ai ép buộc ai, anh Mía thích đi thì đi, anh Mía thích về thì về nhé. Không ai ép buộc. Trang le le nói phải có dẫn chứng đàng hoàng nha Trang, phải tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người. Tình trạng anh Mía là như vậy đó, anh
Nếu mà tôn trọng quyền riêng tư của người ta, tại sao chị Trang không để cái quyền riêng tư của Hằng Kali đi làm công việc của Hằng Kali cho xứng đáng? Khi nào mà thấy Hằng làm công việc gì sai trái thì hãy lên tiếng. Cái này chưa có sai trái nha, chị chỉ nói theo cái sự ảo minh trong cái đầu của chị thôi. Mía không thích ở trong nhà, quý vị ơi, anh Mía thích đi homeless và anh Mía thích, nếu mà có được thì thích sống shelter. Anh không thích ở nhà, anh không thích ở phòng, xe phòng gì hết á. Trang là người tình. Biết người ta không thích, nếu mà chị lặp đi lặp lại là anh Mía không thích ở trong nhà, mà chỉ có một mình dân Nhật, một mình anh Mía thôi, chị có nói tới một mình anh Mía, không phải ai nhân vật nào ra cả. Tại sao vậy? Chị, tại sao chỉ nói một mình anh Mía thôi? Biết bao nhiêu anh chị em vô gia cư, tại sao không đi hỏi những người đó? Rồi họ có thích hay không? Rồi mới đem lên đây nói nhá. Hỏi thử bất cứ anh chị em vô gia cư nào có thích sống ở dưới suối hay là sống ở nhà, sống trên bờ, chị đi mướn phòng cho người ta ở, có thích hay không, biết liền à nhá. Chị đừng ở đây chị nói là anh Mía không thích, chỉ có một mình dân vật là anh Mía thôi, chị chưa bao giờ đi hỏi những người khác nha. Thử chị đi hỏi có ai không thích không, đó có ai mà không thích về nhà ở, về phòng ở không, chị nói đi. Nguyễn cho tiền mà, gửi tiền cho ảnh hàng tháng mà ảnh còn không chịu đó. Ảnh là người nói Trang là ảnh không có nhận tiền, ảnh không nhận tiền, ảnh không chịu, ảnh từ chối đó. Bởi cho nên á, Trang cũng muốn chia sẻ cộng đồng mạng á, thì biết rằng anh Mía không nhận tiền thì Trang, chị Trang kêu gọi tiền của Mạnh Thường Quân rồi, anh Mía không nhận tiền chắc tiền đi đâu rồi hả hả Trang? Mỗi người có một cái sở thích riêng của người ta, mỗi người có một cái quyền riêng tư và sở thích của người ta, mình không áp đặt người ta được, vì mình nghĩ là ok đó tốt cho người đó phải ở nhà, nhưng mà mình thấy tốt cho mình, cho người đó, nhưng mà người đó không thấy tốt thì sao? Đây là đất nước Mỹ, đất nước tự do, người ta có quyền làm một con người của người ta, mình đâu thể nào ép người ta, không thể ép được quý vị ơi. Ví dụ mình thấy vô giờ ok mình thấy là tốt, nhưng mà thật nếu mà chị Trang thấy được bất cứ ai làm điều gì đó ép anh Mía làm những điều anh Mía không thấy, thì cứ việc đi lên sở cảnh sát và báo cảnh sát, hoặc là gọi cảnh sát tới tại hiện trường là người này đang ép người này làm những chuyện không người ta không thích ha. Thì lúc đó thì chị mới nói nhân chị nói là không ai ép ai được, thì chị khi nào chị thấy được đó thì chị gọi cảnh sát liền ngay tại chỗ, lúc đó mới bắt được quả tang, bằng chứng ngay tại chỗ chứ. Chị ở đây chị nói trên trời dưới đất không à, sự thiếu não của chị đó, không suy nghĩ tự đó, người ta nghĩ là không tốt, người ta không thích, giống như con cái của mình cũng vậy, giống như cha mẹ mình ngày xưa cũng vậy, cũng kêu mình dạy mình đi học cái nghề này, hay là lửa lớn lên lấy mình có bạn trai cũng vậy, ví dụ đi mình có bạn trai hai người đi, thì cái mẹ mình nói là cái người này không được đâu, mà cái người kia mới được hơn, nhưng mà mình thấy người này được mà người kia không được, thì mình có quyền lựa chọn của mình, tại cái đó là cái quyền lựa chọn của mỗi người. Chị đang thí dụ về sự dạy dỗ của cha mẹ và một thí dụ là những người vô gia cư, làm sao chị nhập chung hai chuyện này lại đem mà thí dụ được, vô lý. Thí dụ cái chuyện này rất là vô lý nhá. Một người sống đàng hoàng, có gia đình nề nếp, gia giáo, và một người vô gia cư, thì chị đem đi so sánh hai cái thế hệ, hai cái thế giới khác nhau nhé. Đừng, cái này là chị quá ảo tưởng rồi đó. Có nhiều khi mình cũng cãi cha cãi mẹ mình vậy, hay hoặc là con mình nữa, mai mốt mình có con, cái mình thấy con mình đi học, mình nói con ơi, con học cái ngành này tốt cho con nè, còn ngành kia mẹ thấy không có hợp, nhưng mà con mình nó thích cái ngành kia rồi thì sao? Mình chỉ là mình đưa ra ý kiến và mình góp ý, chứ mình không thể áp đặt. Chị đưa ý kiến, chị góp ý thì đúng, nhưng mà bên trong cái câu chuyện của chị nói á, là lúc nào cũng có sự hận thù, cũng có sự sân si ở trong đó đối với câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Bất cứ một người nào được đâu mọi người ơi, mình không thể áp đặt người ta được, cuộc sống là cuộc sống riêng của mỗi người. Thì Trang cũng muốn chia sẻ với ông. Chị cũng biết là cuộc sống là của mỗi người, mà tại sao chị đã đi thôi mối chuyện của Hằng Kali và đi tìm tòi môi móc những anh chị em vô gia cư Hằng đã từng giúp qua, rồi kéo người ta và hăm dọa đến Thủy và anh chị Thủy ở Sắc Men rồi. Chị không nói thông lên mạng, nói này nói kia, lấy video xuống chị sẽ tố cáo đe dọa này kia sùm hết. Là tại sao vậy? Bắt buộc người ta làm theo lời của chị và bắt buộc người ta lấy những cái thước phim của những người này người kia và bắt buộc người ta phải trả tiền cho những nhân vật chị Hằng Kali đã quay phim. Chị thấy có vô lý không? Chị, cái lời nói của chị
có đi đôi với cái hành động của chị hay không? Và cô bác, anh chị em cộng đồng mạng, nhất là mạnh thường quân, những anh chị em vô gia cư dưới suối, họ thích cuộc sống như vậy. Nếu mình có lòng thương, mình cho họ giống như là một hai tuần mình ghé mình cho họ miếng ăn, hay mình gặp những người đó thì mình cho họ bánh mì. Cái đó thì tất cả là lòng tốt, ai làm được là tích phước tích đức cho con cháu của mình nha. Miệng nói được mà lòng làm không được, cái đó mới là cái quan trọng. Đi nước hay là quần áo đồ mùa đông á thì mình cho đồ lạnh mền. Tại vì đó là cuộc sống họ lựa chọn, chứ không phải đất nước Mỹ chúng ta là bỏ những người đó. Bởi cho nên đất nước Mỹ chúng ta không có đất Mỹ chúng ta gì nữa, cứ lặp đi lặp lại đất Mỹ của chúng ta, không có chúng ta. Đất Mỹ này là của tất cả ha, không có chúng ta, chúng mình hay là của ai hết trơn đó. Mình là người dân tị nạn, nên nhớ rằng vậy, mình là người dân tị nạn, người đã xa quê hương nhé, nhớ kỹ. Cần gái hàng Cali, không có cần. Nên Trang có nói hoài à, mỗi người. Chị Trang không cần tính hàng Cali, nhưng mà rất nhiều người cần tới hàng Cali. Những mảnh đời cơ nhỡ và những người anh chị em vô gia cư rất cần tới hàng Cali, cái sự giúp đỡ của hàng Cali. À, không nhiều, không ít giấy tờ. À, và những năm Covid, rất là nhiều người rất cần, và hiện tại cũng rất là nhiều người cần giúp đỡ. Cũng như cái chị vợ ở bên cái Oklahoma, hay là cái tiểu bang vừa mới vừa chạy qua đó, trong túi chỉ có 500 thôi đó, kiểu cũng rất cần cái hàng Cali đó. Tại sao không cần? Chỉ là có mình Trang không cần thôi nhé. Còn bao nhiêu người gặp chuyện cơ nhỡ rồi, có chuyện gì, tại sao không gọi Trang mà chỉ gọi Hằng thôi nhé. Vì chứ ai cũng gọi Hằng, ai cũng kiếm tới Hằng để cho Hằng sự giúp đỡ, mà không đi kiếm Trang đi. Tại sao Trang trốn lánh và không bỏ số điện thoại lên trên mạng để cho những người đó kiếm Trang? Thì Trang tự làm thì Hằng khỏi cần làm, cảm ơn nữa, đúng không? Người ta có một cái sở thích riêng của mỗi người, nếu mình không áp đặt người ta bất cứ cái gì người ta không muốn làm, đó là quyền riêng tư và quyền lựa chọn của mỗi người. Quý vị thấy cái đó tốt, nhưng mà người ta thấy không tốt rồi sao? Mình đâu có áp đặt người ta được. Đây là bên Mỹ, ở bên Mỹ nước nào cũng vậy hết, người ta có quyền riêng tư của một con người, mình không áp đặt người ta được. Bởi cho nên á, cái quyền riêng tư của con người là bất cứ ở nơi nào, bất cứ ở nước nào cũng đều có cái quyền riêng tư đó nha chị, chứ không riêng gì nước Mỹ nha. Chúng ta không có cần hàng Cali. Hàng Cali chỉ lừa đảo cộng đồng mạng, lừa đảo Mạnh Thường Quân thôi. Trang ở sau dây 30. Người ta đã nói rất là nhiều rằng, chị cũng đã nói đi cái vụ này rất là nhiều lần, là hàng Cali lừa đảo. Cũng là rất là nhiều kênh, nhiều ông bà cô chú comment và bình luận, và đã lên kênh, lên trên kênh, và những chủ kênh lên tiếng nói rằng nếu mà chị đưa được bằng chứng ra hàng lừa đảo thì cộng đồng mạng và Mạnh Thường Quân sẽ xử cái chuyện đó. Còn chị lần này chị cứ nói miệng hoài ha, không có xử được cho chị đâu ha. Và người ta sẽ khinh khi chị là con người là dạch lá tìm sâu ha. 4 năm Trang giúp những anh chị em vô gia cư cả chục năm nay rồi, Trang thấy hết á. Bởi lúc đầu 7 năm, bây giờ cả chục năm, là bao nhiêu năm đây chị? 17 năm ha. Cái lúc mà hàng Cali nói là cướp người này lên bờ, cướp người kia chứ suối lên bờ, Trang biết đó là một cái sự lừa đảo và ăn chia với nhau. Sự lừa đảo và ăn chia với nhau. Lừa đảo ai và ăn chia ai? Nhớ đem bằng chứng ra. Người nào ăn chia với ai? Nhớ nói cho rõ và tên tuổi của người đó để cho người ta xử, hoặc là đi báo cảnh sát nha Trang, chị Trang. Trang không muốn là những người mà Mạnh Thường Quân mà cứ nhìn qua cái cuồng phim ảo. Trang không muốn thôi, nhưng mà người ta muốn thì sao? Hả? Trang không muốn như vậy, nhưng mà người ta muốn để bị như vậy thì sao? Đúng không? Thì chuyện đó chuyện không mắc mới tới Trang. Có hay không có, nếu mà Trang có thấy được chứng chính mắt thấy thì gọi cảnh sát là bắt tại chỗ, bắt ngay tại trận luôn. Cái đó chị mới hay làm được chuyện như vậy đi. Để mà tiếp ta như vậy, mình cho không đúng chỗ vậy thôi. Đó là những gì Trang thấy. Có cho đúng chỗ hay không cũng không mắc mới tới Trang, mà Trang lại đi kêu gọi để đưa tiền cho Trang, rồi Trang cho ai vậy? Cái nào mới là đúng chỗ, cái nào không đúng chỗ? Trang nói đi. Kêu gọi tiền cho anh biết có phải là đúng chỗ không? Đưa tiền cho Trang có đúng đúng chỗ hay là sai chỗ?
Trang thấy và Trang nghe, Trang tận mắt thấy luôn. Và hàng kali bây giờ còn giữ. Quá là xạo luôn, bây giờ là tận mắt thấy luôn ha. Bây giờ là tận mắt mình thấy luôn, là ăn chặn tiền và lừa đảo cộng đồng mạng luôn, mấy anh thường quân luôn. Là quá là trắng trợn, cái này là dốc, quá là dốc, dốc đến nỗi mà cái mỏ hô luôn. Rất là nhiều tiền của anh chị em vô gia cư ở dưới suối, xin quyên góp cộng đồng mạng, Mạnh Thường Quân cho, hàng tư ly đều giữ hết, không có đưa cho người ta. Thôi thì đó, cái câu cuối cùng, hàng tư ly giữ hết, không có đưa cho ai đồng nào, xu các bạc nào hết nhá. Cái đó là chính mình chăng cái ly đó. Chăng lè lè nói đó là hàng cái ly giữ hết tiền không đưa ai hết. Nếu mà không có đưa ai vậy thì sao ha? Cái tổng cộng 35.000 của Nhật ha, tổng cộng của tiền của anh Toàn Hot Boy ha, và những cái tiền gọi là những cái giấy mà những cái video clip mà hàng đọc lên từng người đó thì sao đây? Và tiền đó thì cái những cái tiền đó là sao, hàng có giữ hay là có đưa không? Hỏi Trang Lê Lê câu đó, có đưa hay không đó. Nói đi, nói rõ đi đó. Khi mà đưa những cái thước phim video có giữ không đó. Thôi thì tới đây Lộc xin nên tạm ngừng cái video tại nơi đây, vì cái con người này quá là đặc chuyện rồi, đặc chuyện đến nỗi mà nói chuyện, đặc chuyện đến nỗi mà nói đến hô cái mỏ luôn, cái mỏ hô luôn đó, là quá là dốc luôn rồi nha. Thôi thì tới đây Lộc xin cảm ơn tất cả đã theo dõi chương trình của Lộc. Lộc cảm ơn rất nhiều. Và xin nhớ bình luận để cho Lộc biết thêm, và để mở mang kiến thức, để học hỏi thêm trong cuộc sống của mình. Lộc rất là cảm ơn. Xin chào, bye bye.